Mình xin chào anh em. Mình hôm nay xin giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ cơ có tay của Thụy Sĩ, thương hiệu Orion. Orion là một thương hiệu lâu đời của Thụy Sĩ anh em ạ. Và những sản phẩm của Orion thì tương đối nổi tiếng. Nó cũng chẳng kém cạnh gì những cái thương hiệu lớn khác, ví dụ như là Sima hay Rado. Những chiếc đồng hồ của nó thì cũng đắt, cũng không kém gì những chiếc Longines hay Omega cả. Đấy. Đây, chiếc Orion của chúng ta đây anh em ạ. Đây là một chiếc cơ có tay với mặt sám bạc. Mình cũng không thể tưởng tượng được là mình lại có thể có được một chiếc mà sản xuất từ năm 1960 mà cái mặt mà nó không có một vết ố nào như này. Chả có lẽ người ta làm lại. Không thể tin được. Thực sự là không thể tin được. Không có một vết ố nào cả, kính không có một vết xước nào cả. Tài thật. Cái bezel của nó thì nhiều tầng, nhiều tầng. Các tầng nó đan xít nhau như là cái vòng ren của con bu lông vậy. Đấy. Con bu lông. Đấy. Cái tai đây thì khoảng xấp xỉ 18. Còn cái kích thước đây viên tròn là 33 mm, vỏ là thép trắng, mà gì nhỉ, mà dòng nickel chrome đấy, còn sáng bóng, chưa hề có một vết nào của hoen gì cả. Đây đúng, chúng ta đây xem là đúng không ấy, làm thế nào đấy, không có chữ đầu, có chữ A đây này. Chữ A này là đứng đầu chữ AU, tức là O Orion đấy, Orion đấy. Đây, chữ A này. Đấy, phía sau của đồng hồ đây. Chiếc dây này thì đương nhiên không phải dây của nó rồi. Dây thì 4-50 năm thì mà còn dây của nó thì tốt. Nhưng mà mình thì nghĩ rằng cái dây này không phải dây của nó rồi. Đây là dòng 537.089.23. Đấy. Mình cũng đi tìm kiếm nhiều rồi nhưng mà chả thấy một chiếc đồng hồ nào mà loại này mà như thế này mà đẹp như này, không có, sau 50 năm thì không có. 50 năm là thế nào, xấp xỉ 60 năm đến nơi rồi. Đây nó đây, xem nào, đúng cái dây, à đúng rồi, cái dây này của Nhật Bản đấy, tức là người chơi bên Nhật Bản, người ta thay, có thể là cái dây gì nhỉ, dây da bằng cái dây này anh em ạ. Đây là một loại dây khá là thông minh. Đây, chúng ta bút này vào là ấy thôi, bấm thôi. Đấy. Đây, toàn thân chiếc đồng hồ chúng ta đây, rất tuyệt vời. Đấy. Anh em để ý kim vừa nãy là khoảng độ tầm đây, kim này là gì nhỉ? Lúc nãy là 7 giờ. Đâu đây, nhầm. 1 giờ gì nhỉ? 1 giờ một chút thì bây giờ đang là sắp xỉ 1 giờ 5. Ô, sao tự nhiên mờ thế? Đây rồi, đây. Lúc trước sắp xỉ là 1 giờ thì bây giờ là 1 giờ 5. Đấy. Mình cũng đã thử rồi, có được sắp xỉ 24 tiếng, lệch khoảng 1 phút, dưới 1 phút trên ngày. Toàn bộ chiếc đồng hồ đây. Đấy. Những chiếc đồng hồ này và dòng như thế này, dòng như này thôi, không phải chiếc này. Mình thấy rằng là trên quốc tế đang bán giá khoảng từ 220 đến 350 euro, chưa cả tiền phí ship và thuế về Việt Nam. Đây là chiếc của mình. Đấy, chiếc mình là mình đã kiểm tra đầy đủ rồi nhé, mọi thứ là ok rồi. Bạn nào mà lấy chơi sưu tầm đeo đều được. Con này đeo thì mình nghĩ là cũng ổn thôi, chủ yếu là những cái dòng cổ này này thì bao giờ cái núm này, điệp này này mọi người này. Đấy, điệp này này thường là đâu nhỉ, đây điệp này này thường là chống nó kém, nhưng chiếc này thì lại khá đấy. Nhưng đa số thì mọi người chơi đồng hồ cổ thì phải lưu ý cái điểm này, thường là cái điểm mà nước vào đấy. Đây mình giới thiệu anh em chiếc đồng hồ đây, ở đây đấy, rất là đẹp.